Khởi động vào tháng 12 năm 2020, chương trình PPE sẽ là chương trình trọng tâm cho nhà máy chúng ta trong 3 năm tiếp theo. Vậy PPE là gì? PPE là viết tắt của Perfecting Performance Excellence. Vậy vì sao chúng ta chọn chương trình PPE? Đây là chương trình phát triển toàn diện và đồng bộ nhằm mục tiêu đưa nhà máy chúng ta trở thành nhà máy vận hành hiệu quả số 1 châu Á với duy nhất một team 5-0 và 100% cam kết về an toàn, chất lượng, chi phí và dịch vụ. Vậy chúng ta thực hiện bằng cách nào? Đó là bằng cách dựa trên các công cụ hữu ích sau: 5S, sáng tạo, dán nhãn, phân tích nguyên nhân gốc, thu thập dữ liệu, hệ thống kiểm soát hiệu suất, CITL, vệ sinh, kiểm tra, bôi trơn và siết chặt, cùng với bảo trì định kỳ. Vậy đối với công ty, PPE có ý nghĩa như thế nào? Làm việc hiệu quả hơn, năng suất hơn, môi trường làm việc tốt hơn, hiệu suất tốt hơn, ngăn chặn các vấn đề về chất lượng tốt hơn, và cuối cùng là tăng giá trị và vị thế của công ty trên thị trường. Vậy PPE có giá trị như thế nào với cá nhân các bạn? PPE bắt đầu từ việc làm việc an toàn hơn, trang bị kiến thức chuyên sâu hơn, giúp thiết lập tư duy tích cực, môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe, và cuối cùng là tinh thần đồng đội. Tiếp sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn về PPE nhé. Nhìn vào máy số 11, chiếc máy này đang gặp nhiều sự cố, rất nhiều trục trặc. Đây là một thực tế mà từ đây chúng ta có thể thấy hiệu suất tổng thể của thiết bị đang liên tục giảm xuống và có thể dẫn đến việc ngừng máy. Đây đương nhiên là một tình huống xấu. Chiếc máy này đã làm cho rất nhiều người đau đầu ở đây. Anh A ở đây đây, đang chìm trong rất nhiều suy nghĩ. Anh đang đối diện với khó khăn có thể dẫn đến việc khối lượng sản xuất bị ảnh hưởng. Anh lo lắng, mệt mỏi vì hàng ngày phải đặc biệt quan tâm đến tất cả các chi tiết của chiếc máy này, cộng với áp lực từ rất nhiều tầng lớp chỉ tiêu của bộ phận mình. Chúng ta nhìn qua chỗ này, chị B ở đây đang ngày ngày đối mặt với hàng đống giấy tờ. Các trường hợp liên quan đến công việc hành chính của xưởng làm chị ngập đầu để giải quyết. Chị cũng lo lắng cho chiếc máy nói trên, nhưng chị quá bận để có thời gian dành cho việc theo dõi chiếc máy. Qua đây, chúng ta có anh C. Anh C cũng đang suy nghĩ ra những giải pháp để có thể sửa chiếc máy nói trên, nhưng chưa có một cách hiệu quả để diễn đạt tất cả những phân tích về chiếc máy trên một cách rõ ràng, cụ thể và khoa học. Vậy, chúng ta có thể làm gì cho anh C, chị B, anh A để khống chế những tình huống như trên và đưa mọi thứ vào vận hành một cách trơn tru nhất? Tôi xin giới thiệu với mọi người nhóm tiên phong mà chúng tôi sẽ khởi xưởng ngay sau đây. Chúng tôi tập hợp mọi người ngồi lại đây gồm những anh chị quản lý của công ty, các huấn luyện viên, vận hành, kỹ thuật, mà nhờ đó mọi người tạo nên một nhóm được mang tên nhóm tiên phong. Từ đây chúng ta có FSO, các anh chị quản lý của PVM, và họ sẽ hướng dẫn đào tạo team tiên phong này cách để họ giải quyết triệt để vấn đề nói trên. Họ sẽ tạo ra một tấm bảng kế bên chiếc máy để theo dõi tình trạng vận hành của chiếc máy, tên là bảng nhóm. Đây là chiếc máy và tấm bảng được đặt liền kề chiếc máy, và nhóm tiên phong sẽ thực hiện việc đưa thông tin lên chiếc bảng này để giúp giải thích hành trình chung, đồng thời ghi lại các dữ liệu về máy móc cần thiết. Và hành trình này thông thường sẽ mất khoảng 12 tuần. Nhóm tiên phong sẽ tạo ra chiếc bảng nhóm này cho chiếc máy nói trên, và họ tạo nên một nhóm được chọn lựa kỹ càng. Tiếp tục, chúng ta quay lại đây. Vậy chính xác thì nhóm tiên phong sẽ làm gì? Bằng cách nào họ có thể giải quyết triệt để các vấn đề nói trên? Vâng, họ sẽ bước tiếp trên một con đường cụ thể hơn. Và ở đây ta có các bước được đánh số từ 1, 2, 3, 4 đến 5 và đặt tên là lộ trình giảm thiểu hỏng hóc máy. Đây là một lộ trình cơ bản, chi tiết về cách giải quyết triệt để đối với các vấn đề này và cụ thể bằng cách nào chúng ta ngăn chặn sự cố trên chiếc máy này xảy ra. Vậy chúng ta cùng bắt đầu từ bước đầu tiên của con đường. Bước 1. Chúng ta sẽ tìm ra nguồn gốc của việc máy dừng bằng phân tích theo biểu đồ Pareto. Nhóm tiên phong sẽ thiết lập phân tích sau khi lập hệ thống thu thập dữ liệu cơ bản. Và chúng ta có như biểu đồ Pareto này. Ở đây, các tổn thất mà chúng ta đã thu thập được từ bước thứ nhất của lộ trình. Bước thứ hai, đây là bước cực kỳ quan trọng. Làm sao để đưa chiếc máy nói trên quay trở về trạng thái vận hành bình thường tại khu vực trọng yếu và thiết lập các tiêu chuẩn cơ bản. Từ đó, bằng việc khôi phục từng phần trên chiếc máy một cách đơn giản, các quy trình vận hành mà công nhân vận hành của chúng ta có thể hiểu rõ, và chúng ta sẽ thu được những cải tiến lớn hơn. Từ tiến trình khôi phục này, chúng ta có thể bắt đầu những ghi nhận về được mất. Nhân tiện, một phần trong tiến trình nói trên được mang tên treo thẻ. Chúng ta đặt các nhãn để đánh dấu trên những phần không bình thường mà chúng ta thấy khi đi kiểm tra hàng ngày, và treo thẻ để ghi lại chính là cách làm. Chúng ta bước sang bước 3.
Ở đây, chúng ta đã có tất cả các nhãn đánh dấu ở những phần khác thường đang lặp lại. Chúng ta đã có tất cả các nhân tố thông thường có thể dẫn đến tiếng ồn phát sinh từ bước 2, bước hồi phục. Và từ bước 3, chúng ta có thể sử dụng phân tích 5 câu hỏi tại sao để xác định cách nào loại bỏ triệt để vấn đề này. Sau khi hoàn tất bước 3, chúng ta sẽ đến bước 4, chú trọng ở những nguyên nhân rời rạc đã gây nên việc dừng máy. Sau khi chúng ta xác định được bằng cách đặt 5 câu hỏi tại sao trong bước 3, và chúng ta bắt đầu tiếp cận với hệ thống và đưa chiếc máy trở lại trạng thái vận hành thông thường, thoát khỏi các tiếng ồn từ hệ thống, đánh dấu các phần còn lặp lại và quay trở lại các bước nói trên nếu như vấn đề rời rạc vẫn còn tái phát sinh. Chúng ta bước qua bước cuối cùng, bước 5. Ở bước 5, chúng ta sẽ lên kế hoạch bảo trì dự phòng, có thể tạm gọi là quay lại trạng thái bình thường và ổn định. Lúc này, chúng ta đưa tiến hành các kế hoạch đã đặt ra và duy trì chúng cũng như giữ mọi thứ ở đúng chỗ của nó. Đây có thể coi là bước cuối của lộ trình nói trên. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là công việc của chúng ta đã hoàn tất. Chúng ta cần tập hợp lại để tìm ra quy trình tốt hơn để vận hành và tiếp tục duy trì. Bây giờ, chúng ta đã xong phần chiếc bảng nhóm chúng ta đã tạo ra. Tiếp theo, chúng ta đổi thành chiếc bảng cho máy được đặt tại nhà máy, kế bên chiếc máy của chúng ta. Đây, chúng ta có tấm bảng dành cho chiếc máy. Trong trường hợp này là để theo dõi hiệu suất vận hành thiết bị. Đây là cách mọi thứ được nói lên, đồng thời là cách chúng ta duy trì những lợi ích đã thu được. Và đương nhiên, cả lợi ích về chi phí mà chúng ta đã đo lường, ghi nhận cụ thể trên chiếc bảng chúng ta đã tạo ra. Như vậy, tấm bảng lúc này sẽ trở thành một phần của ma trận huấn luyện, đào tạo để đảm bảo tất cả mọi người đã học và hiểu rõ tiêu chuẩn mới và các phương pháp được ghi trên chiếc bảng nói trên. Chúng ta đồng thời cũng có một phần nữa gọi là bài học một điểm. Chúng ta có tất cả những điều mới chúng ta học được sau lộ trình 5 bước nói trên và được viết lên tấm bảng này, sau đó được ký xác nhận trên những bài học mới này, cũng như nếu có điều gì mới, cũng đồng thời có thể ghi lên chiếc bảng cho máy này. Và đây, từ chiếc bảng cho máy này, tiếp sau đó là gì? Chúng ta tiếp tục một nhóm mới để giảm thiểu các tổn thất, mà trong nhóm mới này sẽ có sự hòa lẫn giữa các thành viên mới cùng một vài thành viên từ nhóm tiên phong trước đó để hỗ trợ các thành viên mới học và hiểu quy trình, đảm bảo chúng ta tiếp tục duy trì các quy trình tiêu chuẩn này với những nhân viên mới. Khi chúng ta có các nhân viên mới, chúng ta đào tạo họ để làm sao có thể gắn kết họ với các tổ trưởng để họ vận hành tổ của mình. Chúng ta tiếp tục theo quy trình này một cách liên tục và đồng thời mở rộng dần thêm. Đến một ngày, chúng ta sẽ có 5.000 nhân viên giải quyết các vấn đề trong công ty. Từ đó, họ sẽ góp phần trong hành trình chúng ta tạo ra và đảm bảo một môi trường làm việc thật tốt để phát triển bền vững, cũng như giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường. Và cùng với việc mọi người hoạt động như một nhóm nhỏ, chúng ta sẽ xây dựng các quy trình từ đó. Và đây chính là câu chuyện về anh A, chị B, anh C và chiếc máy số 11 và phương pháp họ sử dụng để triệt tiêu các vấn đề họ phải đối mặt. Đi qua hết toàn bộ hành trình nói trên, chúng ta đồng thời cũng có thể thấy những lợi ích thực tế to lớn về chi phí cũng như việc chuyển tiếp những nhóm nòng cốt sử dụng mô hình nhà máy tương lai để hướng dẫn chúng ta bằng cách nào để đạt được. Tôi hy vọng điều này giúp được các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi.